Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em rút cái tóc cần pilo từ sáng, nhận 25 tóc cần pilo trước đây mà đã làm trên kênh mình nha bạn. Bạn nào đã có làm thì click cho bạn liên thứ nhất mình vào combot kiểm tra bạn các bạn. Sau khi vào combot thì bạn bấm vào mục status nha các bạn. Thì bấm vào status thì nó hiện vào cái hình balance của bạn, thì các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Chụp màn hình lên các bạn. Các bạn chậm xíu không? Các bạn chụp màn hình này lại các bạn. Rồi sau khi các bạn chụp màn hình này lại thì các bạn click phần link thứ hai, mình mở link form các bạn. Cái link form này sẽ đóng vào ngày 29 và sẽ phân phối vào ngày 30 nha các bạn. Rồi các bạn click phần link mở link form thứ hai mình ra nè. Rồi trong đó các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại dòng thứ hai, thì các bạn điền lại username Twitter của tất cả các bạn đã follow trên dáng Bilo nha tất cả các bạn. Tiếp tục thì bạn gỡ Bilo Network nè. Bạn gỡ màn hình chụp balance của bạn nãy nè các bạn. Các bạn nhấp vào thêm tệp nè. Trong tự thiết bị nha các bạn. Rồi các bạn tải lên nha bạn. Tải tịch lên nha bạn. Giá của con tóc cần pilo này nó sẽ tăng nha bạn. Hiện tại giá nó cũng hơi tăng rồi. Rồi tiếp tục thì Inter Smart Chain. Thì các bạn dùng địa chỉ VPNB Smart Chain nha các bạn. Trước kia các bạn dùng địa chỉ khai báo trên ví nào thì các bạn copy lại địa chỉ đó nha các bạn. Wallet nè. Và sao chép nè. Dưới điều kiện là các bạn phải thâu 10 tóc cần pilo nha các bạn, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thâu luôn các bạn. Rồi các bạn sao chép nè. Rồi các bạn bắt ở đây nha các bạn. Uswap 10 tóc cần pilo trên bank KK swap, giữ đó rồi nó sẽ phân phối cho mình nha các bạn. Rồi bạn bắt vào, dán vào. Rồi tiếp tục các bạn không gỡ nha các bạn. Các bạn kiểm tra đó thông tin đầy đủ nha các bạn. Rồi để thâu được cái con này thì các bạn click chiếc phần link mô tả của mình, các bạn copy con chắc pilo các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ chocolate cho tất cả các bạn ra nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một đáp nè các bạn. Rồi các bạn chọn vào bàn KK swap nha các bạn. Là hình này nè các bạn. Các bạn bàn KK swap. Phan các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Binance Smart Chain hình đầu tiên này các bạn, hình cái bánh nè bạn. Rồi các bạn cho chạy xíu các bạn. Rồi các bạn bấm vào connect nha bạn. Các bạn chọn mạng Binance Smart Chain nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn copy con chắc của mình các bạn bắt vào. Các bạn chọn một cái đây nè các bạn. Chọn bắt con chắc nó vào nha các bạn. Rồi các bạn add pilo nè các bạn. Rồi các bạn bắt trả ra nè các bạn. Các bạn chọn vào mục tìm kiếm là pilo nha các bạn. Đây nè các bạn, đây nè các bạn. Rồi các bạn thâu 10 nha các bạn. Mười pilo là giá 0.0009 BNB rồi bạn, khá là rẻ luôn các bạn. 0.0009 cứ khoảng này không tới một đô nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào swap nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào config. Rồi phí mạng tổng số đa là 0.6 đô bạn, từ phí mạng dưới phí chuyển luôn các bạn. Chỉ được 1 đô nữa, khá là rẻ, còn bạn chấp thật nha mà.
Rồi quick scan. Bấm club. Để coi hoàn thành chưa bạn. Ok, mình đã thâu được 10 tóc càng bilo rồi nha bạn. Vậy các bạn gì copy con sắt bilo đó, các bạn bắt up vào dán một tìm kiếm với chút wallet thì các bạn sẽ hiện ra 10 tóc càng bilo rồi, và các bạn giữ đó các bạn. Sau này nó sẽ không phối thêm nữa các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.